xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trên tay một sản phẩm của Xiaomi nha. Đây là ổ điện Xiaomi. Đây, đây là ổ điện Xiaomi nha các bạn. Hôm nay rồi, thì mình sẽ mở hộp này. Giá của sản phẩm này là 150.000 nhé. Thì link mua mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Không biết ổ điện 150.000 thì nó như thế nào. Sắp mà nó rất là cẩn thận. Đây các bạn, cầm nặng đấy các bạn. Không biết trong này có gì mà mình cầm thấy nặng hơn là các ổ điện bình thường nhé. Đóng gói bao bì ấy, đẹp nhé, nặng các bạn. Đây, toàn tiếng Trung. Trong hộp thì không còn gì khác nữa. Đây, chữ ổ điện của chúng ta. Nặng các bạn ạ. Wow, rất là đẹp. Chắc là sẽ không dễ sử dụng. Các bạn lưu ý, nếu mà các bạn có mua ổ điện thì các bạn nhớ nên mua một cái đầu chuyển nữa nhé. Đây, 3 chân, đầu này là 3 chân. Đây, có cả cái nút bảo vệ luôn này. Phải nói là rất là đẹp các bạn. Chắc chắn này, nhựa rất chắc chắn, dây rất là to mà chắc này. Điện 150.000 đúng không? Ok. Nút bấm. Đây ổ điện. Bây giờ mình sẽ test thử nhé, cắm thử đây xem. Đây xem thông số này. Đẹp ạ, đẹp. Dây rất là cứng nha. Siêu luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm và test thử nha. Rồi ok, mình vừa cắm điện xong. Đây, thì mình bật công tắc này. Đó, đèn sáng các bạn. Bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ cắm thử cục pin dự phòng của mình nha. Pin cục pin Xiaomi luôn. Vào rồi nha bạn. Đây, mình cắm thử luôn. Rồi mình nhảy cắm thử cái tai nghe i27 của mình nhé. Đây là tai nghe
i7 nha các bạn. Không phải AirPods nha. Rồi vào luôn. Đây. Vào luôn các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái hội này. Mình trang nghìn thì mình rất là ưng ý. Dây rất là dày. Ổ hoàn thiện rất là tốt. Còn thời gian sử dụng thì được bao lâu mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp. Thì link mua sản phẩm mình sẽ để phần mô tả bên dưới nhé. Bạn nào quan tâm thì click vào và tham khảo mua nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn.